Đến tối ngày 9 tháng 9, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh mới giải quyết xong hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn liên hoàn giữa một ô tô và ba xe máy làm ba người bị thương xảy ra vào chiều cùng ngày. Thông tin ghi nhận tại hiện trường, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông từ đường Bình Lợi về đường Nơ Trang Long. Khi đến giao lộ với đường Vũ Ngọc Phan thì tông liên tiếp vào ba xe máy lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả ba người phải nhập viện cấp cứu, các xe đều bị hư hỏng. Người dân cho biết, ngoài tông ba xe máy, ô tô còn va chạm với nhiều xe khác, nhưng do chỉ bị trầy sức nhẹ nên các nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Còn người đàn ông lái ô tô cũng rời khỏi hiện trường sau đó.